nhé, thì các bạn hết công thức rồi nhá. Bây giờ này thì để mọi người dễ hình dung hơn thì mình sẽ cùng các bạn đi áp dụng được không? Đấy, sau khi mà chúng ta áp dụng xong cái bài giá tham chiếu này ý, thì mình sẽ chuyển đến để mình chữa những cái câu trắc nghiệm trong đề thi nhá, cũng như giống như chương 1 thôi, được không? Ok. Đây mình sẽ chuyển sang bên này. Ok, đây các bạn thấy mình đã để ở đây hai bài nhá, mình sẽ chữa các bạn hai cái bài này, được không? Mình sẽ chữa cái bài đầu tiên này. Ta cùng đọc đề nhá. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB thông báo việc chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu, thông tin như sau. Mã cổ phiếu đây là MBB, được không? Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 15 tháng 2, tức là thứ tư. Số lượng phát hành thêm, à đây, đây là một cái bài sẽ phải tập đấy, mình không nhớ là bài bao nhiêu rồi. Đấy, mình chỉ chụp ra, mình tạo thành file từ lâu rồi ấy, thế mình cũng không nhớ nữa. Các bạn mở sách ra nó sẽ có một câu y hệt như này đấy, được không? Số lượng phát hành thêm là gì? 170 triệu cổ phiếu, trong đó có 10 triệu cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 73 trên 16, đúng không? Đấy, giá phát hành thì nó chính là mệnh giá đúng không? Và chúng ta biết mệnh giá là bao nhiêu? Là 10.000 rồi đúng không? Ok. Được chưa? Được nhá. Yêu cầu này, chúng ta có những yêu cầu như sau. Nhất là gì? Hãy xác định giá cổ phiếu MBB tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Đấy, tức là xác định giá đấy là tham chiếu đây đúng không? Biết rằng giá đóng cửa tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Đây, người ta bảo luôn này, biết rằng giá đóng cửa trước ngày đúng không? Trước ngày giao dịch không hưởng quyền đó chính là P0 đấy đúng không? Người ta cho luôn P0 rồi này. Các bạn nhớ không? Mình nhắc chỉ các bạn đây này. Đó. P0 là giá đóng cửa trước ngày giao dịch không hưởng quyền mà người ta cho luôn rồi đúng không? Đấy, trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.200, tức là P0 bằng 15.200 rồi nhá. Đó. Đấy, đây là một cái bài dễ đúng không? Người ta cho luôn. Còn một cái bài ấy khó hơn một xíu, tí nữa người ta chữa. Đấy là gì? Người ta cho người ta rất nhiều giá và người ta phải xác định tại ngày nào để người ta làm, đúng không? Tiếp theo ý hai là gì? Thì số tiền nhà đầu tư A phải nộp để mua toàn bộ số cổ phiếu được phép mua thêm. Biết rằng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A đang nắm giữ 7.200 cổ phiếu. Ok, vậy đây chúng ta sẽ cùng xem làm như nào nhá. Rồi. Đầu tiên là câu 1 này, xác định giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền đúng không? Thì mình áp dụng công thức thôi. Nó vào chúng ta xem là ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày nào nhá. Đây mình sẽ vẽ các bạn để các bạn xác định này. Ở đây là thứ tư đúng không? Đây, mình sẽ cùng vẽ này. Đó, ngày 15 tháng 2 nhá. 15 tháng 2 đây đúng không? Là thứ tư đúng không? Là thứ tư. Vậy ngày 14 tháng 2 là gì? 14 tháng 2 là thứ ba đúng không? Còn ngày 13 tháng 2 là thứ hai. Chưa nào? À, thì đây người ta không nói gì nhá, chúng ta hiểu là gì, cái ngày giao dịch không hưởng quyền chính là ngày 14 tháng 2 đúng không? Đấy, đây chính là ngày giao dịch không hưởng quyền, vì nếu mà người ta không nói gì chúng ta hiểu chu kỳ toán là T cộng 2, vậy thì ngày thứ hai người ta mua này thì thứ tư người ta được hưởng quyền đúng không? Vậy thì chứng nhận ngày này là không hưởng quyền đúng không? Ok, người ta hiểu đơn giản đây là gì, ngày 14 tháng 2 là ngày giao dịch không hưởng quyền, được chưa nào? Và bây giờ tóm lại ấy, chúng ta làm từng câu một này. Câu một người ta bảo gì, hãy tính giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền đúng không? Ok, vậy đấy chính là giá tham chiếu luôn, được không nào? Rồi nhá. Đây mình sẽ tính này. Cái giá P1 đúng không? Sẽ bằng gì? Đây, P1 sẽ bằng nhá. Công thức của chúng ta có thôi. Đây mình sẽ áp dụng này. Đây, có phải là gì? Nó sẽ là P0 trừ D. Đấy, cộng N1 chia N nhân P1 cộng N2 chia N nhân 0 cộng N3 chia N nhân 0 chia cái mẫu này đúng không? Đấy, thật ra là chúng ta không cần phải áp dụng hết công thức này đâu. Mà chúng ta cần xem ở đây có cái gì chúng ta áp dụng ý vào đúng không? Thế là đây chúng ta thấy là gì? Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông đúng không? Đấy, thì nó rơi vào cái gì? Rơi vào là cái là N1 trên N này đúng không? Phát hành thêm cổ phiếu của cổ đông thì là N1 trên N đúng không? Tức là nó có cái N1 trên N này nhá. Đấy, còn ấy chúng ta xem có gì nữa không? Hết rồi đúng không? Mỗi vậy thôi. Đó, chứ nó không có trả cổ tức bằng tiền mặt hay trả cổ tức bằng cổ phiếu hay là phát hành từ vốn chủ sở hữu đúng không? Nó không có cái nào hết. Đấy, để áp dụng công thức rất là dễ thôi đúng không? Chúng ta cần áp dụng công thức là bằng P0 không có trừ D gì hết đúng không? Bởi vì đây là không có trả cổ tức bằng tiền mặt cho nên không có trừ D. Thế nào? Cộng này. N1 chia N đúng không? Nhân với cả gì? Nhân với cả P. Chưa? Nhân với cả giá phát hành á. Được không? Và chia cho gì? 1 cộng N1 chia N. Thế nào? Rồi nhá. Đó, chúng ta áp dụng công thức mỗi như vậy thôi là xong. Đấy, và như mình đã bảo rồi, đây là công thức tổng quát rất là dài ngày thôi. Tuy nhiên ấy, các bạn phải xem đúng không? Để đề cho những cái gì chúng ta thay vào như thế thôi. Đúng không? Ở đấy đề cho mỗi là gì? Cái P0 này với cả gì? N1 chia N thôi. Đúng chưa? Chứ hoàn toàn không có N2 với cả N3 gì hết. Đúng không nào? Để cho nên chúng ta áp dụng công thức rất là dễ như này. Được không? Ok nhá. Rồi. Vậy ta P0 chúng ta có là bao nhiêu? Các bạn thấy này. Giá đóng cửa trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.200 đúng không? Ok. 15.200. Mình thấy không? Ok nhá. 15.200. Đấy. Do cộng gì? N1 chia N. Các bạn nhớ nhá. Đây này. Ở đây người ta cho tỷ lệ quyền mua là gì? 73 chia 16 đúng không? Các bạn phải đổi lại. Nhớ đổi lại nhá. Cái này ấy, nó chính là N lớn chia N nhỏ.
không? Nó đổi lại n nhỏ trên n lớn đúng không? Đây này, n nhỏ trên n lớn mà thì nó sẽ là gì? 16 chia 73. Các bạn nhớ như này nhá. Ok. 16 chia 73. Các bạn không đổi ngược lại nó bị sai đấy. Được không? Đã nhớ n nhỏ nó phải nhỏ hơn n lớn đúng không? Đấy. 16 chia 73 thế thôi. Được không? Và nhân với cả giá phát hành, thì chúng ta thấy này, giá phát hành bằng mệnh giá tức bằng 10.000 luôn. Chúng ta nhân 10.000 đây. Được không? Hiểu này không? Ok nhá. 10.000 à, chia cho gì? Chia cho 1 cộng n1 trên n, mà n1 trên n là 16 phần 73 đây rồi đúng không? 16 phần 73 đấy, mới vậy thôi đúng không? Ok nhá. Đấy, thì đây mình sẽ bấm máy tính này. Rồi mình sẽ bấm máy tính cho ra bao nhiêu nhá. 15.200 cộng này 16 phần 73, 16 phần 73 sau đó nhân với cả 10.000 đúng không? 10.000 chia cho gì? 1 cộng 16 phần 73. Ok nhá. Xong rồi. Bằng nhiêu này? Nhớ bằng chúng ta là gì? 14.000 đúng không? 265. Ok. 14.265 thế thôi. Bằng này. 14.265 nhá. Đấy, rất dễ vậy thôi. Được không? Chúng ta tính xong cái giá này rồi. Tức đây chính là giá tham chiếu luôn đúng không? Tiếp theo chúng ta chuyển đến câu số 2. Được không? Câu số 2 ta bảo gì? Tính số tiền nhà đầu tư A phải nộp đúng không? Để mua toàn bộ số cổ phiếu được phép mua thêm. Biết rằng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ấy, nhà đầu tư A đang nắm giữ 7.200 cổ phiếu. Được không? Thì trước khi làm cái này chúng ta phải xác định là gì? Nhà đầu tư A có được quyền mua không? Đúng không? Đấy, chúng ta sẽ bảo là gì? Ta người ta nói luôn này. Đấy là tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A nắm giữ từ này. Đấy, cho nên là sẽ được nhá. Đấy, người ta nói ta có. Chúng ta phải nói câu này trước khi chúng ta tính, được không? Bởi vì chúng ta phải biết là có được mua không thì mới mua chứ, đúng không? Ta có này. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, các bạn ghi y nguyên câu này vào nhá. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A đang nắm giữ 7.200 cổ phiếu. Đấy, các bạn ghi y nguyên như thế vào. Ngày chốt danh sách cổ đông, đấy, nhà đầu tư A đang nắm giữ từ này, cho nên là gì? Cho nên sẽ có được đúng không? Có được phép mua. Đấy, có được phép mua cổ phiếu. Đấy, các bạn chỉ cần nói như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta tính cụ thể ra mua bao nhiêu, nộp bao nhiêu tiền nhá. Đấy, và suy ra này, số lượng cổ phiếu được mua thêm đúng không? Chúng ta phải xem là số lượng cổ phiếu được mua thêm là bao nhiêu. Ok không? Được mua thêm nhá. Số lượng cổ phiếu được mua thêm đấy nó sẽ bằng cái gì? Các bạn thấy này, ở đây người ta nắm giữ bao nhiêu? 7.200 cổ phiếu. Ok, nó sẽ bằng 7.200. Không phải là mua thêm 7.200 đâu, mà ta phải lấy này, số lượng đang nắm giữ nhân với cả cái tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ được mua ấy là 16 phần 73 thì em nói các bạn rồi đúng không? Ok. Nhân 16 phần 73. 16 phần 73 này hiểu là gì? Lái cứ 73 cổ phiếu được mua 16 cổ phiếu đúng không? Đấy, ok, chúng ta nhân vào nào. Lấy 7.200 nhân với cả này tỷ lệ là 16 phần 73 đúng không? 16 phần 73 bằng bao nhiêu? Thì đấy nó sẽ bằng cho chúng ta là gì? Đấy, 1578,08 đúng không? Các bạn nhớ nhá, cổ phiếu luôn phải làm tròn xuống, đúng không? Thì đây sẽ là 1578 thôi, ok chưa? 1578 cổ phiếu đúng không? Đấy, nhà đầu tư này sẽ mua 1578 cổ phiếu. Rồi, suy ra là gì? Số tiền, người ta hỏi số tiền cần nộp đúng không? Số tiền phải nộp là phải nộp nhá. Thế bằng cái gì? Tức là nó bằng số cổ phiếu đúng không? 1578. Nhớ nhá, số cổ phiếu nhân với cả giá phát hành, được không? Chứ không phải các bạn nhân với cả giá P1 này là sai nhá. Chúng ta phải nhân với cái giá phát hành này. Giá phát hành là mệnh giá là 10.000 này đúng không? Đấy, phải nhân với cái giá phát hành, tức là nhân 10.000. Được chưa? Chứ không phải là các bạn nhân với cả cái trên này đâu nhá, nhân trên này là sai đấy. Đây chỉ là giá tham chiếu thôi. Chưa? Bằng này. Đấy, các bạn thấy là 1578 nhân với cả 10.000 nói ra chúng ta là gì? Đây nói ra chúng ta là 1578. Sau đó thêm 4 số 0 là được đúng không? 1 2 3 4 số 0 nữa là xong. Được chưa nào? Tức là gì? Nó sẽ tức là nhà đầu tư này phải nộp bao nhiêu tiền đây? Chúng ta xem là từng ngày đồng đúng không? Xem nó bao nhiêu. Này, mình sẽ xem nhá. 3 số 0 này rồi 3 số 0 này. Đấy, tức là 15 triệu 780 nghìn đồng đúng không? Ok nhá. Đấy, rất đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta đã chữa xong cái bài đầu tiên rồi. Rất là dễ đúng không nào? Cái bài đầu tiên rất là dễ thôi, bởi vì nó chỉ có một cái phát hành này thôi đúng không? Mình sẽ chuyển sang cái bài khó hơn nhá, và cái này thì nó sẽ giống trong đề thi hơn này. Đấy, mình thấy trong đề thi kỳ trước ấy, người ta hỏi gần giống như này, tức là gì? Người ta cũng cho này, đấy, thông báo ngày đăng ký cuối cùng rồi ngày chốt là từng này đấy, tức là cái đề nó rất là dài đúng không, chứ nó không chỉ riêng gì một cái rất là ngắn như cái câu vừa xong người ta làm đúng không. Cái câu vừa xong mình làm chỉ là để các bạn
hiểu một cách đơn giản nhất thôi. Đấy được không? Tức là cái bài đấy là bài dễ nhất đấy, thì chúng ta có thể làm được cái dạng này, được không? Và vào cái bài cụ thể nó khó hơn. Đấy, ví dụ bài này này, nó có một số cái cùng xảy ra, thì chúng ta áp dụng công thức dài 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 nhá. Ta cùng xem này. Ngày 2 tháng 8 năm 2019, sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đã nhận cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn. Thế nào? Đấy, phát hành cổ phiếu tăng vốn nhá. Ngày trước danh sách là 20 tháng 9, ngày giao dịch không ủy quyền là 19 tháng 9. Rồi, người ta cho luôn này, ngày giao dịch không ủy quyền này nhá. Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ thực hiện là 15%. Phát hành thêm cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu. Rồi, phát hành cổ phiếu mới kèm quyền mua cổ phần, tỷ lệ quyền mua là từ này đã phát hành bằng mệnh giá. Với thế nào? Yêu cầu của người ta này đó là gì? Xác định giá tham chiếu, giá trần, giá sàn. Đấy nhá, đây là giá sàn của sản phẩm SSI ngày 19 tháng 9 năm 2019, biết thống kê giá tại cuối ngày 18 như sau, được không? Đấy, thì đây người ta cho mình luôn cái giá, đúng không? Thống kê giá tại cuối ngày 18, đúng không? Đây, người ta cho luôn ngày giao dịch không ủy quyền là ngày 19 thôi, và người ta bảo là gì, cho biết này cuối ngày 18 đúng không, là như sau, thì chúng ta phải lấy là gì, lấy cái giá đóng cửa, đúng không? Đấy, ta phải lấy giá đóng cửa này là P0. Ok không? Rất là dễ vậy thôi nhá. Đấy, cái bài này cũng rất là dễ vì người ta cho luôn này. Đấy, ngày giao dịch không ủy quyền là ngày 19. Sau đó người ta cho giá của ngày 18 thì chúng ta xác định luôn được P0, rất là dễ đúng không? Đấy, tuy nhiên trong đề thi kỳ trước ấy nó sẽ khó hơn một chút. Đây cho ngày này là thứ mấy. Sau đó người ta cho một cái bảng luôn, bảng giá của các ngày. Sau phải lấy em giấy giá ngày nào. Được không? Thì các bạn cũng xác định cái ngày là gì, giao dịch không ủy quyền và trước ngày ấy là được. Đúng không? Các bạn hiểu không? Ok nhá. Đấy, trong trường hợp đặc biệt ấy thì cái ngày giao dịch không ủy quyền chính là thứ hai luôn, thì họ phải lấy giá trước ngày ý, tức là giá thứ sáu, bởi vì thứ bảy chủ nhật cửa mà, đúng không? Các bạn nhớ như thế nhá. Rồi, ok. Và ý hai là tại thời điểm này, đây là bài tập chương 3, được không? Thì đây mình để luôn cho các bạn thấy, đúng không? Chương 3 sẽ hỏi như nào. Đấy. Và biết này, ở đây chủ yếu là mình cho các bạn thêm cái cuối cùng này thôi. Biết là biên độ động giá là 7% chu kỳ thanh toán là T cộng 2. Rồi, đấy cái này chúng ta đã làm đúng không? Đầu tiên ấy, đây chúng ta sẽ làm cái này, chúng ta sẽ làm được cái ý một thôi, đúng không? Đấy, giá tham chiếu, giá trần, giá sàn. Đấy, thì chúng ta xác định thôi nhá. Đầu tiên ấy, để mà áp dụng được công thức thì chúng ta phải xem đúng không, đây là ấy có những cái gì xảy ra, thì đây các dấu cộng này nó đã cho người ta biết có những cái gì xảy ra rồi. Đầu tiên là gì, trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 15%, tức là gì, trả cổ tức bằng tiền mặt thì mình đã nói là có cái D đúng không, có cái D đấy, đây các bạn nhớ không, D là trả cổ tức bằng tiền mặt và D bằng là gì, tỷ lệ chi trả cổ tức nhân với cả 10.000, đúng chưa? Nên mình sẽ lấy là gì, bằng này tỷ lệ trả cổ tức là 15%, các bạn còn nhớ không, chúng ta lấy là 15% nhân 10.000 nhá. 15% mà nhân 10.000 nó sẽ ra, đây mình sẽ ghi lại, 15% nhân 10.000 đúng không? Mình đã nói rồi, D là sẽ bằng tỷ lệ nhân với cả 10.000. Đó, thì sẽ bằng bao nhiêu? 15% nhân 10.000 là bằng 1.500 đúng chưa? Đấy, tóm lại là D chúng ta biết là bằng 1.500 rồi. Thì chúng ta áp dụng một công thức nhá. Tiếp theo này, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đúng không? Tỷ lệ phát hành là 4 chia 1 đúng không? Thì đây, mình đã nói rồi, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu này thì có phải là nó chính là đây, cái N3 trên N đây đúng không? Đó, chủ sở hữu thì nhớ cái P bằng 0 rồi nhá. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ còn cái gì nữa? Phát hành cổ phiếu mới kèm quyền mua cổ phần, đúng không? Ý về phát hành cổ phiếu mới này ấy, người ta không nói gì đúng không? Thì các bạn hiểu cái nó là cái đầu tiên. Đây là gì? Phát hành cổ phiếu cho cổ đông ấy, đúng không? Đấy, thì đây chính là gì? Nó sẽ là công thức. Đấy, công thức chúng ta cũng khá là nhiều rồi cái rồi đúng không? Đó, thì em sẽ ghi công thức nhá. Tóm lại ấy, thì cái đây, mình sẽ tính cái giá tham chiếu, ý một này, mình tính cái giá tham chiếu nhá. Giá tham chiếu sẽ bằng cái gì? Rõ ràng là bây giờ nó có P0 trừ D rồi đúng không? P0 trừ D. Đó. Sau đó cộng này. Ở đây thì mình sẽ xác định cụ thể nhá. Cái nào là N1 trên N, cái nào là N2 thì các bạn xác định cụ thể ra. Giả sử đây mình, tức là mấy cái này các bạn có thể đổi cho nhau đều được đúng không? Chủ yếu là các bạn xác định cái giá phát hành này với cả N1 trên N, N2 trên N là đúng, được không? Thì đây, mình sẽ nói luôn chỗ này nhá. Đây là gì? Phát hành thêm cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành là 1 chia 4, thì mình gọi đây là N2 đi cũng được đúng không? N2 trên N đi, được không? N2 trên N nó sẽ bằng gì? 1 phần 4 đấy đúng không? Đấy, các bạn nhớ nhá, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu ấy, thì P đúng không? Thì P phát hành nó sẽ bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Miễn thì các bạn rồi đấy, phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu đây, đấy thì P bằng 0, các bạn nhớ như vậy nhá, xác định đúng đấy, không là bị sai đấy, được không? Tiếp theo là gì? Phát hành cổ phiếu kèm quyền mua thì đây mình gọi vẫn gọi đây là N1 nhá, đây sẽ là N1 chia N đúng không? N1 chia N là gì? Là 1 phần 2 đúng không? Ok nhá. Đấy, 2 trên 1 có đổi ngược lại là 1 phần 2 đúng không? Và giá phát hành đây người ta cho luôn này. Giá phát hành bằng mệnh giá. Tức là giá phát hành ở đây là có rồi đúng không? Bằng mệnh giá là bằng 10.000. Được chưa nào? Thế nhá. Được chưa nào? Chúng ta có công thức rồi nhá. Vậy tóm lại này, có những cái này chúng ta ghi vào. P0 trừ D cộng N1 chia N nhân P1 đúng không? Cộng N2 chia N nhân P2 thì thôi. Ok.
N1 chia N nhân P1 đúng chưa? Và cộng với cả N2 chia N, đúng không? Đó nhân P2 chưa nào? Ok nhá. Đó chia cho cái gì? Ở đây sẽ là chia cho 1 cộng N1 chia N đúng không? Và cộng với cả N2 chia N mới vậy thôi. Thế xong chưa nào? Rồi nhá. Và bằng bao nhiêu này? P0 trừ D. Cái P0 mình đã bảo các bạn rồi đúng không? Nó chính là cái giá đóng cửa trước ngày này, trước ngày 19 ấy, tức là ngày 18 này đúng không? Đó là 91.000. Được chưa nào? Vậy các bạn ghi thôi. 91.000 nhá. 91.000. Đó. Đó trừ đi P. P là 1.500 đây, chúng ta tính rồi đúng không? Chi trả cổ tức ấy. Rồi ok, đấy là cái đầu tiên. Đó cộng N1 chia N nhân P1. N1 chia N thì mình đã chỉ các bạn đây rồi. N1 chia N bằng 1 phần 2. P là bằng 10.000 đúng không? Ok. Cộng 1 phần 2 nhân 10.000. Thế nào? Nhân 10.000 nhá. Đó. Sau cộng với cả gì? Cộng với cả N2 chia N đúng không? N2 chia N nhân P2. N2 chia N mình đã xác định của các bạn rồi đây. Đó là 1 phần 4. P2 là 0. Đúng không? Đây là P2 này là 0. Chưa nào? 4 nhân 0. Đó. 1 phần 4 nhân 0. Sau chia cho gì? Chia cho 1 cộng N1 chia N và cộng N2 chia N đúng không? N1 chia N thì nó chính là gì? 1 phần 2 này đúng không? Ok. N2 chia N nó chính là gì? 1 phần 4 này đúng không? Ok. Đấy rất là dễ vậy thôi. Đúng không nào? Bằng bao nhiêu? Thì đây mình sẽ bấm máy tính nhá. Đây. Mình bấm ở chỗ này. Cụ thể mình sẽ bấm này. 91.000. 91.000. Trừ đi 1.500. Sau đó cộng này. 1 phần 2. Nhân 10.000. Được không? Ok. Nhân 10.000 nhá. Sau đó cộng với cả 1 phần 4 nhân 0 thì mình không cộng nữa. Được không? Dưới mẫu là 1 cộng 1 phần 2 này. Rồi cộng 1 phần 4 đúng không? Ok. Chúng ta vậy thôi. Nhìn ra bấm ra xem bằng bao nhiêu. Đây chúng ta sẽ bấm ra được là 54.000. Đúng chưa? Ok. Vậy là 54.000 nhá. Giờ dễ thôi. Đúng không nào? Vậy chúng ta xác định xong cái giá tham chiếu này rồi. Giờ dễ đúng không? Xong nhá. Đấy, chủ yếu là xác định cái này nó không khó. Chủ yếu là các bạn phải xác định đúng đúng không? Đâu là N1 trên N, đâu là P. Không nhiều lúc nó sẽ bị sai. Đúng không? Đấy, cho nên các bạn, cái dạng này nó không khó. Nhưng các bạn phải nhìn, chú ý cụ thể nhá. Đấy, và còn nên khi công thức này ra mình đã chỉ các bạn hết tất cả cái này ở đây là gì rồi. Đúng không? Đấy, tuy nhiên ở đây chúng ta chưa xong. Đây là chúng ta xác định, mới xác định xong cái giá tham chiếu thôi. Đúng chưa? Và đề người ta hỏi là gì? Đấy, giá tham chiếu, giá trần, giá sàn. Đúng không? Thì đây mới chính là xác định gì? Giá tham chiếu thôi. Còn giá trần, giá sàn nữa. Đúng không? Các bạn còn nhớ không? Giá trần chúng ta nhá. Đây, mình sẽ xác định này. Giá trần. Giá trần mình chưa ở P trần nhá. Bằng là gì? Bằng giá tham chiếu. Đúng không? Nhân 1 cộng biên độ lao động giá. Được chưa nào? Biên độ lao động giá bài này người ta cho luôn này. Các bạn có thể thấy cái này đúng không? Biên độ lao động giá là 7%. Được chưa nào? Ok, cộng 7% đúng không? Ok nhá. Đó, thì bằng bao nhiêu? Đây là mình sẽ bấm luôn máy tính này. Lấy cái giá tham chiếu là 54.000. Ok. 54.000. Nhân với cả 1 cộng 7% đúng không? Là ra rồi. Được chưa nào? Đơn giản đúng không? Ok nhá. Đó, thì bằng này. 57.780. Ok. 57.780. Được chưa nào? Đấy, tương tự như vậy nhá. Cho nên mình hết chỗ rồi. Được không? Thì mình sẽ ghi cho bên này nhá. Các bạn xác định nốt cái giá sàn. Được không? Giá sàn thì các bạn ghi công thức y như này thôi. Tức là các bạn chuyển đổi là gì? Giá tham chiếu nhân 1 trừ 7%. Đúng không? Đây mình sẽ bấm luôn này. Đổi đây thành trừ là được. Đúng không? Bằng bao nhiêu? 50.220. Ok. 50.220. Đấy, mỗi vậy thôi. Giờ dễ đúng không? Ok nhá. Đấy. Vậy chúng ta đã chữa xong cái bài này rồi. Giờ dễ đúng không nào? Ok. Đấy, vậy qua đây mình đã chữa cho các bạn xong nhá. Về cái thằng vật cuối cùng chúng ta đã biết thêm là làm như nào rồi. Rất là dễ vậy thôi. Được không nào? Đấy thì các bạn nhá. Em mở sẽ bài tập ra và các bạn làm những cái bài tương tự. Đó. Và có gì thắc mắc mọi người cứ để phần bình luận. Hoặc là hỏi mình nhá. Hoặc là nhắn tin hỏi mình sẽ trả lời cho các bạn. Được không? Ok. Đấy, rất là vậy thôi. Thì mình đã kết thúc được cái kiến thức của chương số 2 ở đây rồi nhá. Đấy, ở chương số 2 chủ yếu lý thuyết nó cũng khá đơn giản, nó chỉ nói về các nghĩa vụ phát hành thôi, đúng không? Tuy nhiên đây có ba dạng bài tập mà mình đã nói các bạn rồi đấy, đúng không? Đó là đấu thầu cổ phiếu, đấu thầu trái phiếu và xác định giá tham chiếu, giá trần, giá sàn tại nhà giao dịch không hưởng quyền. Đấy là ba dạng bài tập của chương này, được không? Và đi thi hoàn toàn người ta có thể hỏi nhá. Năm nào ấy thì mình cũng thấy người ta hỏi về cái này này. Giá tham chiếu, nhà giao dịch không hưởng quyền, giá trần, giá sàn, được không? Thì phải xác định được cụ thể nó ra. Còn cứ làm nhiều các bạn sẽ quen thôi. Được không? Đây nhá. Đấy, vậy là mình đã nói xong các bạn xong này. Và như đã hứa mình sẽ chuyển đến là gì? Đấy là mình sẽ chữa thêm các cái bài tập đúng không? Đấy, ở trong đề. Đấy, trong đề thì ở chương 1 mình đã chữa cho các bạn những cái bài liên quan đến chương 1 rồi đúng không? Hôm nay học xong chương 2 mình đã chữa những cái bài liên quan đến chương 2. Được không nào?